Hello mọi người, chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả các chế nha. Ai yêu thương em thì cho em một lượt chia sẻ nha các chế. Điện nó hơi tối một chút đúng không? Linh Nguyễn chào em. Có cái sản phẩm này hay cực kỳ luôn. Có cái sản phẩm này hay cực kỳ luôn. Bởi vì tại vì là không thể livestream được buổi tối, nó ở đây nó rất là tối. Hello Lý Nguyễn. Hello Giang Còi. Cái sản phẩm này là dành cho trẻ em với cả là dành cho những phụ nữ như chúng ta muốn che khít vùng kín. Đấy, cái sản phẩm này là có một bạn nói như nào được? Có một chị bạn có một anh trai nhà Linh ấy, là anh đã làm bên ấy á. Ngoài cái sản phẩm trị nám trắng da tàn nhang thì Linh có một cái sản phẩm mới giới thiệu cho mọi người. Mọi người chưa biết được tại vì anh trai nhà Linh mới tặng xong một cái bộ sản phẩm mà dành cho cháu, ví dụ như là Khánh Ly này, hay là dùng cho chúng ta. Ví dụ chị em chúng ta mà muốn xe khít vùng kín ý. Đây, cái này là từ dân tộc Dao, có nghĩa là dao này, dao khe đấy. Đọc tên tiếng Anh của nó là dao khe. Mọi người có thể vào trang cá nhân hay là như nào đó, mọi người search cho Linh. Cái này là từ Đại học Y Dược. Anh mình là làm bác sĩ ở... Anh trai Linh là anh Huy đấy, mà dạy cho Linh nhấn mí và tiêm filler đấy. Anh trai Linh là một bác sĩ, có nghĩa là phó giám đốc bệnh viện trung ương, gửi về cho Linh một cái sản phẩm từ Đại học Y Dược. Có nghĩa là cái này là anh trai gửi về nhá, cho Linh dùng ý. Cái này là tắm khô dành cho phụ nữ mà muốn xe khít vùng kín này, mà giá rất là rẻ, giá của nó chỉ có 285.000 thôi. Giá của nó chỉ là 285.000 thôi nhá các bạn nhá. Thì cái sản phẩm này là dành cho phụ nữ muốn xe khít vùng kín và muốn cho được tắm ấy, tắm mà thơm mà kiểu là giúp cho mình thoải mái ấy. Thì là cái sản phẩm này là giúp cho mình thoải mái này. Đây là sản phẩm dành cho chúng ta này. Còn đây là sản phẩm dành cho bé này, tắm cho bé chị rôm này, chị mụn này, chị rôm, chị mụn này, hay là cho bé, những cái bé mà đang bé như kiểu là bé Khánh Ly ấy, 2 tuổi trở lên. Hộp vàng là dành cho những bé mà dưới 2 tuổi. Còn đối với hộp xanh là dành cho những bé mà trên 2 tuổi. Cái này là dao khe. Cái này là sản phẩm dao khe, có nghĩa là sản phẩm dành riêng. Cái này là từ Đại học Y Dược nhá. Những bạn nào mà ở trường Đại học Y Dược thành phố Hà Nội, bộ môn thực vật, cái này thì hoàn toàn từ thiên nhiên, có nghĩa là 100% là từ thiên nhiên. Nó phát hiện ra một sản phẩm mà nó không phải là của thiên nhiên thì là sẽ hộ hoàn tiền gấp 1.000 lần nhá. Còn đối với tất cả các chị em mà nếu mà dùng mà nó bị dị ứng thì hoàn tiền 100%, và sản phẩm này là cam kết là không bị dị ứng. Sản phẩm này rất là ít khi bị dị ứng nhá. Còn sản phẩm trị nám tàn nhang là có giá là 190.000, sản phẩm body là 390. Cái này nó có giá chung rồi. Còn cái sản phẩm này là anh trai mình mới đưa cho mình, có nghĩa là cái sản phẩm này là cái sản phẩm từ dao khe đấy, là tất thần thật các chị em muốn dùng để xe khít vùng kín ấy thì mọi người có thể dùng cái sản phẩm này. Cái sản phẩm dao, cái này là hoàn toàn là từ công nghệ của người Dao, có nghĩa là nó hoàn toàn là của thiên nhiên nhá các chị nhá. Các chị em chia sẻ lên trang của bé Linh, cho bé Linh một chút nhá. Còn cái này là dành cho baby, có nghĩa là dành cho dao khe, dành cho trẻ em đang bé tuổi, nhỏ tuổi. Còn những bạn nào muốn trắng da trị nám thì mọi người có thể inbox cho mình. Hiện tại thì Khánh Ly mình đang dùng cái loại này. Khánh Ly đang dùng cái loại này của Đại học Y Dược. Đây mọi người có nhìn thấy chữ dao khe đây không ạ? Cái này là từ Đại học Y Dược nhá. Và cái này là từ anh trai mình gửi về cho mình một bộ như thế này, hoàn hảo như thế này. Có nghĩa là đây là cái này là dùng để cho mình xe khít vùng kín này, và giúp cho mình trị thâm vùng kín ấy, với cả là giúp cho mình thoải mái tự tin hơn, tại vì nó rất là thơm, tắm nó rất là thơm và rửa được cả chỗ phần dưới của chị em mình nữa, nó rất là tốt nhá, là dành riêng cho những phụ nữ và đặc biệt là phụ nữ sau sinh thì cực kỳ se khít luôn. Những bạn nào mới sinh thì cố gắng dùng cái này,
chỉ có với 285.000 thôi. Cái này nó có giá của bộ rồi, cái này được cấp phép bán ở trong thị trường rồi. Có nghĩa là cái này là mẫu của nó là như thế này. Cái này là 100% là thiên nhiên, cái này là dành cho bé này. Chiết xuất thì nhìn giống như kiểu lá cây ấy, để dành cho bé mà. Cái này là tạo bọt, rất là thích, bé rất là thích. Và đặc biệt là bé sẽ không bị dị ứng, không bị dị ứng nhá. Bạn nào vô duyên, mình đang livestream còn gọi điện. Ai đặt hàng thì inbox cho mình, không gọi điện nhá các bạn nhá. Đây, sản phẩm này là dùng xe khít vùng kín đây. Sản phẩm đây các bạn này. Đấy, cái này là dành cho bé bé dưới 1 tuổi, cái này là dành cho bé trên trên 2 tuổi, cái này là dành cho chị em chúng ta muốn xe khít vùng kín. Đấy, chỉ giới thiệu qua thôi, tại vì anh mình mới gửi về cho mình một bộ này dùng thử ấy. Cái này là dao khe, cái sản phẩm mà dành cho xe khít ấy. Đây, sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên. Sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên và đặc biệt là nó là từ Đại học Y Dược. Nếu bạn nào mà đang đang học Đại học Y Dược ấy thì mọi người có thể biết được cái sản phẩm này nhá. Còn hôm nay thì sẽ giới thiệu qua về cái sản phẩm mà trắng da trị nám tàn nhang. Thì những ai mà đang mong muốn trắng da trị nám tàn nhang thì với giá 190k. Còn đối với lại những bạn mà đang mong muốn trắng da body thì giá là 390. Còn ai muốn tư vấn gì về vấn đề trị nám tàn nhang hay như thế nào không? Tại vì bản thân em là em vừa làm tóc xong nên em livestream cho mọi người đây. Hiện tại thì mình vừa mới làm cái tóc đầu 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 nhuộm xong ấy. Đây mọi người có thể xem, nói không hề sai luôn. Đây mọi người có thể xem nhá. Đồ đạc mình đang bỏ vào đây. Đây các bạn, mình vừa mới làm mặt cho khách xong. Khăn khố còn chưa dọn được. Đấy, thuốc nhuộm mình vừa mới nhuộm cho khách xong. Đấy, những bạn nào bạn còn phân vân về sản phẩm của nhà mình thì các bạn có thể inbox cho mình. Inbox cho mình, tại vì là livestream của mình là không thể like được nữa. Livestream không thể like được nữa. Mà cái sản phẩm rau khe này thì mới anh mình mới gửi về cho mình, là anh mình làm Đại học Y Dược ấy. Gửi về cho mình này cực kỳ tốt luôn. Nếu mà những ai thân quen với mình thì biết anh mình đang là bác sĩ ở ở nếu các bạn đang quen mình thì biết nhá, tại vì là mình học tiêm filler và nhân mỹ từ anh mình. Anh mình đang làm bác sĩ phó giám đốc bệnh viện Trung ương ngoài Hà Nội. Lan Hiền, chào Lan Hiền nhé. Cho nên các bạn chắc chắn là các bạn sẽ yên tâm về cái sản phẩm mà Linh đưa ra. Thì cả những bạn nào mà nhấn mí nhà mình hay là tiêm filler nhà mình đều an toàn. Các bạn yên tâm 100%, mình đã đi dạy rất là nhiều rồi. Mình đi dạy trên thành phố Thanh Hóa mình rất là nhiều rồi. Đấy, và spa mình cũng làm rất là nhiều rồi và rất là an toàn. Nên các bạn không phải lo về cái tay nghề của mình hay như nào nhé. Phun xăm các thứ các bạn cũng không phải lo. Đấy, sản phẩm nhà mình thì mình chỉ giới thiệu qua vậy thôi. Còn những bạn nào đặt hàng thì inbox cho mình sẽ bảo anh mình gửi cho. Bởi vì là cái sản phẩm này mới ra mắt, cái sản phẩm dao khe này mới ra mắt ấy. Tại vì là nó từ Đại học Y Dược ấy các bạn. Nó từ Đại học Y Dược ấy, cho nên mà nó mới ra mắt về cái sản phẩm này nó cực là tốt luôn. Các bạn thay cho sửa tắm hàng ngày, thay cho sửa tắm hàng ngày và giúp cho chúng ta có thể se khít vùng kín cực nhanh. Đối với lại nhất là những bạn mới sau sinh thì nó cực kỳ là tốt. Còn đối với cái sản phẩm mà trắng da trị nám tàn nhang ấy thì lâu nay Linh quảng cáo là mọi người cũng đã biết rồi đúng không? Nó quá là tốt rồi, có 190.000 thôi nhưng mà cực kỳ là tốt. Nếu ai lấy inbox số điện thoại địa chỉ ở tên cho mình nhá. Còn hôm nay thì mình sẽ livestream qua vậy thôi. Còn nếu mà các tình yêu có vấn đề gì thì các tình yêu có thể inbox cho Linh nhá. Cần tư vấn gì để Linh tư vấn luôn. Ok, chào tất cả mọi người, cần tư vấn gì để Linh tư vấn luôn ạ. Nếu ai yêu quý Linh thì cho Linh một lượt chia sẻ nhé. Bộ sản phẩm trị nám tàn nhang thì bản thân Linh đang dùng, nó cực kỳ là tốt luôn, nó rất là tốt luôn nhé. Cho nên các bạn yên tâm 100%. Bản thân Linh hôm nay nói nó không được rõ ràng bởi vì là cái lưỡi của mình ấy nó mọc mọc hết một số các loại mụn nhọn lên rồi, kinh lắm. Nóng quá. Cái nóng quá ấy. Đấy, đó là sản phẩm trị nám tàn nhang trị mụn nhà em Linh nhá, cực kỳ là tốt luôn. Và sản phẩm tắm mà giúp cho se khít vòng ở tầng, người ta gọi là se khít tầng sinh môn đấy, có nghĩa là se khít vùng kín ấy, là se khít vòng tầng sinh môn nữa nhá, thì nó rất là tốt.